chào mọi người, tôi là Lê Minh Chính. Hiện tại tôi đang là founder của thương hiệu Phoenix Luxury tại Việt Nam. Thương hiệu Phoenix Luxury được thành lập từ tháng 10 năm 2020. Sứ mệnh của Phoenix là mang đến những sản phẩm có giá trị trường tồn đến tay quý khách hàng. Theo đó là những dịch vụ tốt nhất, giá trị nhất mà chúng tôi có khả năng cống hiến được cho khách hàng. Tăng chữ tín.